Hello, lại là mình Thống Nhất Mobile để sản xuất được thành một ổ bánh mì qua rất nhiều công đoạn nha các bạn. Để mình vô bữa nay mình vô tặng chỗ nơi làm bánh mì, sản xuất bánh mì ở tại Cà Mau. Mình review lại cho các bạn coi từng công đoạn. Nhớ đón xem, đăng ký kênh Thống Nhất Mobile nha các bạn ơi. Đây là chuẩn bị làm bánh mì nè. Cái này nhiêu dĩ với anh? Nhiêu dĩ? 15 mâm á, kêu mâm hả? 16 xào thao đó, 16 à. Thao 10 mâm. 16 cái này là kêu mâm nè phải không? Mâm. Ừ. Một thao là 10 mâm. Thao nhiêu ký? Thao 7 ký. À. Chuẩn bị mở lò đánh bột. Căng nước hả? Xong tha mở lên lặn nắng cái ổ bánh mì ăn. Anh làm ngày nhiêu năm rồi? Hai mấy năm hả? Lúc trước làm bằng tay, giờ làm bằng máy phải không? Đồ bóng hới luôn rồi trời. Dầu này dầu ăn hả? Anh tên gì? Đây cục bột đây, này bánh ngọt ha. Đó nguyên cục bột đó các bạn. Và anh thả nắng cục bánh mì nè, tròn tròn vậy đó. Đây là anh Hưng nha, làm ngày hai mấy năm rồi đó, chuyên nghiệp lắm. Bánh mì ngọt rồi xong tới bánh mì ấy hả? Mì lạc hả? Đó, 2 cục. Này nhiêu ổ anh? Ra nhiêu ổ? 4 mấy ổ. Cục bột thì đẹp quá, trắng tươi luôn. Hai anh thợ làm chuyên nghiệp, tròn tròn như cái bánh bao vậy. Cục này ra bốn mấy ổ bánh mì ngọt nha các bạn. 4 mấy ổ đồi. Ổ mì ngọt là ổ tròn vậy hả? Phải không? Ra cắt cua. Cắt cua. Đó, hai tay thành 2 cục, bỏ lên cái mâm. Hai cục, cục lớn chẻ ra cục nhỏ luôn. Đó, vậy là thành ổ bánh mì tròn nha. Quá dữ, quá nhanh, quá chuyên nghiệp. Đó, cái đó bánh dài nè. Đây, cái ổ bánh mì dài. Đó. Cục bột nó lớn này nha, chứ nó thành ổ bánh mì là bự. Còn gãi mè lên đó phải không? Không gãi mè. Bánh mì ngọt không có gãi mè. Muốn tròn, muốn dài. Điêu luyện quá. Đẹp không? Cục bột trắng tinh luôn. Lá ngon luôn. Đó. Gần hết cục rồi nha. Mới đây gần hết cục rồi. Cái này là kêu bằng cái mâm nè, bỏ nằm ủ tới sáng cái gì. Dạ. Bà ổ. Một mâm là 9 ổ. Này là bánh dài, còn bánh tròn. Bánh tròn 12 ổ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ổ. Này là nguyên chiếc xe, cái này là kêu chiếc xe. Cái này là cái mâm. Ngọt lạc có đủ luôn. Đây nguyên cái bàn luôn. Nhiều đây nguyên bàn này nhiêu ổ? Nhiêu ổ tròn, nhiêu cục tròn? 150. Đây là bánh mì ngọt. Tại loại bánh mì 6 thu gần Minh Phú nha các bạn. Anh Hùng làm chuyên nghiệp quá. Nhanh quá. Đây bé Mèo cắt con cua nè nha. Còn đàn cua phải không Mèo? Dạ. Phải sửa lại hả? Dạ. Kéo dài ra. Biết cắt con cua không? Dạ biết. Cua 5 cắn nha. Cắt cua 5 cắn nha. Cắt cái đó gì, cái ngoe hả? Dạ. Ngoe 4 cái chân. Cái này là cái gì? Cái càng hả? Cái ngoe, cái càng nữa. 4 cái chân. Cắt con cua gạch được không? Dạ. Cua vậy thôi à? Cua vậy thôi đó hả? Dạ. Đẹp quá ha. Đây thành bên đây là thành 5 cái 4 cái ngoe cái càng nè. Rồi quay cái mâm ngược lại cắt bên đây phải không? Dạ. Dữ dằn vậy ta. Thấy hình thấy cái này là giống hình nửa con cua nè nghe. Đó. Rồi cắt cái gì con sâu nữa hả? Dạ. 4 ổ là con sâu. Rồi quay qua đây. Đây là bé Mèo nè nghe. Bé Mèo giỏi không? Cắt gì mới nhanh đó, chuyên nghiệp hơn. Tới con sâu ha, sâu nè. Cái đây là cái gan sâu hả? Dạ. Sâu cắt nhanh hơn hả? Sao cắt nhanh hơn vậy thôi à? Rồi thành sâu. Hàng chi xanh cắt sâu nhanh quá nè. Xong đó phải không? Rồi sau có cái miệng. Nghiệp nè. Cắt nhanh hơn á. Nhanh hơn bé Mèo ơi. Mẹ ăn cắt nhanh hơn rồi. Mẹ ăn cắt quen tao. Mau hơn đó. Cắt nhanh sợ cắt cho tao chứ còn. Xong. Này cắt gì Mèo? Sâu. 1 con, 2 con, 3 con, 4 con, 5 con, 6 con, 7 con, 8 con, 9 con. Con này là con cua nè, cua 5 cân nè. Con này là con sâu nè. Đây, bé mèo làm nãy giờ cái này là thành phẩm nè.